Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Thể thao Netsport 247. Quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhé. Sau đây là các thông tin đáng chú ý. Tin chuyển nhượng V-League 2023 ngày 6 tháng 12, siêu thủ môn Việt Kiều tạo bom tấn. Philip Nguyễn chuẩn bị gia nhập câu lạc bộ Hà Nội. Trên Instagram của mình, thủ môn Philip Nguyễn cho biết mình đang có mặt tại trụ sở VFF. Ít lâu sau đó, thủ thành Việt Kiều đã ấn theo dõi tài khoản chính thức của câu lạc bộ Hà Nội. Điều này làm dấy lên nghi vấn về việc người gác đền sinh năm 1992 có thể sẽ khoác áo nhà đương kim vô địch V-League. Philip Nguyễn mới chỉ gia hạn thành công với câu lạc bộ Slovako vào tháng 7 vừa qua và bản hợp đồng có thời hạn tới hết năm 2024. Tại V-League 2023, các câu lạc bộ sẽ được đăng ký thêm một suất cầu thủ Việt Kiều, vì thế đây cũng có thể là lý do thu hút những cầu thủ gốc Việt đang chơi bóng ở nước ngoài. Câu lạc bộ Nam Định công bố một loạt tân binh. Chiều ngày 5 tháng 12, đội bóng Thành Nam chính thức công bố những bản hợp đồng mới như trung vệ Hữu Tuấn Hoàng Anh Gia Lai, thủ môn Nguyên Mạnh Viettel. Ở chiều ngược lại, câu lạc bộ Nam Định cũng thông báo chia tay với rất nhiều cầu thủ đã là trụ cột của đội bóng ở những mùa giải trước. Cụ thể, Nam Định chấm dứt hợp đồng với cả 4 ngoại binh lẫn nhập tịch là Alisson Pereira, Rodrigo, Victor Mansaray và Kizito Trung Hiếu. Các cầu thủ nội phải nói lời chia tay là Vũ Thế Vương, Hữu Định, Đinh Xuân Việt, Hồ Văn Tú, Phạm Mạnh Hùng, Phan Văn Hiếu. Nhiều khả năng trong thời gian tới, câu lạc bộ Nam Định cũng sẽ chính thức công bố những cái tên rất được kỳ vọng như Văn Thanh, Hồng Duy, Khắc Ngọc, Hoàng Văn Khánh hay Trọng Đại. Đội chủ sân Thiên Trường vừa chào đón sự trở lại của tiền đạo Hoàng Minh Tuấn từ câu lạc bộ Sài Gòn. Hoàng Anh Gia Lai lại nhắm trung vệ người Hàn Quốc, nhằm thế chỗ cho bộ đôi trung vệ An Se-hee và Mauricio Barbosa mới bị thanh lý. Hoàng Anh Gia Lai đang muốn chiêu mộ một trung vệ tới từ Hàn Quốc. Phía đối tác sẽ cung cấp cho đội bóng phố núi 3 lựa chọn, đều là những cái tên có kinh nghiệm thi đấu tại K-League và giải hạng nhất Hàn Quốc. Huấn luyện viên Kiati Sắc muốn chọn mẫu trung vệ thông minh, có khả năng chơi chân và phát động tấn công tốt. Ngoài ra, để khỏa lấp khoảng trống của các nội binh, Hoàng Anh Gia Lai cũng đang lên kế hoạch chiêu mộ 3 đến 5 cầu thủ từ câu lạc bộ Sài Gòn, đội bóng vừa mới xuống hạng tại V-League 2022. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm gia hạn hợp đồng với Hải Phòng. Sau thành tích ấn tượng là ngôi Á quân V-League, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Hải Phòng thêm 1,5 năm. Trước đó có nhiều thông tin cho rằng Bình Định hay Thanh Hóa cũng đều muốn có được sự phục vụ của cựu thuyền trưởng câu lạc bộ Hà Nội. Sau khi đảm bảo tương lai, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng đang cùng câu lạc bộ Hải Phòng hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Đội bóng đất cảng đang nhắm tới những cái tên như Lê Tiến Anh, Đặng Văn Trâm, Phạm Đức Huy để gia tăng sức mạnh đội hình.